6 học sinh đây đúng không? 6A4 thì... 6A4 có cần phải bất cứ một phụ huynh nào hỗ trợ này? Hôm nay là với vai trò là phụ huynh à, ra để động viên cổ vũ. Nhiều quả thịt to vãi trưởng. Phụ huynh kia là hơi quá khích này. Nghe có vẻ chuyên nghiệp hơn đúng không? Tôi cảm giác thầy cô của cái buổi trưa này là thấy là thành quả lao động còn chưa bằng. Chào cô Thảo Nhung. Cô đến đây cổ vũ hay là đến đây có can thiệp đấy nhá? Thấy là có cái dấu giày của cô là đậu vào đúng cái bài thi của các con rồi nhá. Hoành tráng quá. Hoành tráng quá. Cô làm gì đấy hả cô Hoa? Không, đây là hơi can thiệp tí. Đây bắt được tay của cô Hoa đây nhá. Ở lớp này bắt được 3 cô và 2 phụ huynh và cô giáo đều có can thiệp nhá. Chào bà. Thế này, bánh của bà mà đẹp thế này thì nhất khu vực rồi, còn cái này không cần phải thi thố gì nữa cả. Hôm nay lại có cả đội chuyên nghiệp về đến để giải quyết à? Đây xem nghệ nhân gói bánh. Rồi ngồi đây xem nghệ nhân gói bánh trước đã, sau đó xem các con tiếp tục. Ở Bình đi siêu rồi nhỉ, món này món đúng sở trường. Hôm nay các thầy cô ở trường gói thế nào, bánh cứ toàn là hình chữ nhật cả. Xả ra hình tròn chứ còn hình chữ nhật là vẫn là đẹp đấy. Cái này là gói nốt phần của lớp nào đây hay là gói nốt cho trường ấy? Chả biết lớp nào được quân nó nhờ nó xong. 6A5 à. Nhưng mà như này thì cứ chắc là gói cái này để cho mỗi con được một cái hay thế nào mà nói nhiều. Thế, thế thì nhiều thế. Tố.
À, thế là mỗi người làm công đoạn à? Bà chỉ mỗi cái phần đấy thôi, còn bạn này sẽ làm cho nhanh. Như này đã gần về đích rồi, gần đứa lên nồi được rồi. Rồi chúc mừng bà nhá, nhanh chóng thành công cho 6 A5 nó có nhanh sản phẩm sớm nhất. Thế lớp này vẫn còn chưa nhìn thấy gì cả, là thế nào đây? Đẹp nhất đấy. Cái nào được cái nào là chắc rất đẹp cái đó. Rồi, đấy, quay video chuẩn bị được 1 triệu view rồi. Cô nhảy vào cô làm đi. 6A5 kia người ta còn chịu thuê cả chuyên gia cơ. Sợ gì. À, gọi đem về. Lớp này được bao nhiêu cái rồi? Sao cái lá cuối cùng sao không gói ngược nó ra? Có phải là cái màu bánh nó đẹp không? Phải gói ngược ra thì màu bánh nó mới đẹp chứ. Nó mới xanh mướt rồi chứ. Hết rồi à? Thế thì lên lên bếp thôi còn gì nữa. À, bắt được cô Yên Bình. Yên Bình đang làm gì đây? À, buộc dây à? Thì chết rồi. Đây là tập thể lớp 9D của cô Yên Bình đây. Ôi, chắc chắn nó nóng luôn rồi. Lớp của cô đâu? Thế buổi sáng nay là các con đã bắt đầu được thực hành rồi và đã có những cái sản phẩm. Rồi, lớp này đã được tôi luyện từ buổi sáng rồi, đây là chất lượng bánh là tương đối tốt. Rồi chúc mừng các con. Vậy trong tất cả các lớp là có cái lớp này là có cái màu gạo lạ hơn cả này. Màu đẹp là một, cái thứ hai nữa là lựa chọn loại thịt cũng là chuẩn mực này, đậu này, nước lạnh đá. Và một cái nữa là chưa thấy có can thiệp của phụ huynh cho nên là an tâm là có cơ hội để giành chức nhá. Giải nhất. Rồi, chúc mừng lớp này. Cô không vào gói à? Cô nhà đây. À thế à? À, quyết tâm trong tháng để được giành giải nhất đấy. Thành phẩm tương đối vuông đấy nhờ vô hơn của các thầy cô của buổi sáng ngày hôm nay thì phải. Ha ha.
phở rồi. Cái lớp của cô Luyến đâu? Đã xong chưa? Nhanh vào à. Cái lớp của cô bây giờ mới phát động tấn công à? Ôi rồi. Lớp của cô Kim Anh có cái màu gạo đẹp đấy nhở? Lớp của cô hoàn thành chưa đây? Hoàn thành rồi. À thế à? 6A mấy nhỉ? 6A1. 6A1 à? Ờ, đẹp. Đẹp hơn tôi thấy cô buổi sáng hay rồi. Vậy các thầy cô gói khuôn nhưng mà các thầy cô khuôn nó lại cứ ra cái hình chữ nhật. Tại vì là cái khuôn của các thầy các cô lựa chọn cái khuôn hình chữ nhật nên là... Thôi mời để em biết là mời để em biết là lớp của cô bây giờ mới có bây giờ mới có sản phẩm. Mỗi lớp gói bao nhiêu cái? 5 cái. Thế sao thấy lớp 6A5 thấy bà Bình Ngọc bài còn ra bài gói cả lớp vào gói cái lớp gì là chỉ có 5 cái thì chắc là siêu tốc thôi. Vấn đề ở chỗ là bây giờ là lại quay sang cái vị trí bên kia để đun à? Thấy nhiều các đồng chí đẹp nha. Nào đây cô lên sóng luôn đi.
Nào cô thấy không khí ở đây thế nào? Sao mình bốc phốt này. À, đây những cái chỗ mà cô giáo đang làm cho học sinh này. À bốc phốt à, bốc phốt. Bây giờ gần xong gần về đích, bây giờ còn đâu nữa. Nó từ nãy nó đứng đây trước. Đây có mỗi cô này có bị không? Không, cô này còn đứng ngoài thôi. À, cô này có đứng ngoài. Đây mới là chân lung của cái bánh chưng chuẩn của năm này. Đấy. Rất nghiêm túc. Đây thầy ơi. Đâu. Full option là 100% này đúng không? Tự làm nhá, tự bò bò nhá. Cái đấy, cô này cũng dính được. Đây là cái phim từ chủ tịch công đoàn của đấy. Đâu nữa. Sáu A năm. Ở đây nhưng mà sáu A năm lại còn làm cả cái này. Đâu cô nào đang chiến? Cô Lê Hoa. Tóm lại là cô Lê Hoa cô chưa tin được vào khả năng con rồi này. ấy là gì đấy? Bắt được rồi. Bắt được rồi thôi không bắt nữa. Còn bắt được rồi thì thôi không bắt nữa. À thế lại còn xin lá, lại bắt được lớp này đi xin lá. Có sao không? Thưa cái nào không? Thưa cái lá đâu không? Mười phút nữa. Gọi lên thêm đẹp mới, mà chiều mà đi mà thi. 10 phút nữa hết giờ. Thế nhưng mà nhiều lớp đã xong rồi mà mỗi lớp chỉ cần 5 cái để thi đấu thôi đúng không? Hả? Rửa dài, người ta đang gói thì rửa cái mồm mày. Chạy đâu cho thoát. Ô khổ. Ở lớp nào đây, hả cô? Lớp nào đây? Lớp này là lớp 9A. Đâu có lỗi em xin lá chưa? Các cô xin mấy cái. Thôi cô để chỗ khác. Cứ gặp cô này, cô đi khắp sới để cô xin lá này. Chào cô Sáu. Thế nào cô ơi, lớp của cô đã hoàn thành chưa? Vấn đề. À bây giờ là đến cái tiết mục của trang trí để chuẩn bị cho cái phần thi gói trước này. Thế nào thành quả là đến lúc 9 thì như nào? Như như có 4 cái thôi à? Nhưng mà vấn đề là cái này tại sao nó dày thế mà cái này nó mỏng đây? Nhanh. Vấn đề là nó sủng. Nhưng mà trang trí đẹp là được rồi. Cái này lên giải nhất rồi. À, giải nhất chưa chấm là nó có giải rồi. Đâu. À đây, anh, cả ảnh all the way ảnh được luôn. Cứ chấm cái này là ra ảnh luôn. Ở lên. Trên cao cái. Trên cái. Đây là tổng đạo diễn của chương trình Xuân Gắn Kết Tết Yêu Thương. Con này gọi là con mà con cây nào? Không phải cây màu thế nào. Nó là con cây màu. Lớp của cô xong chưa? Đây, bây giờ thì bắt đầu đi ngắm sản phẩm. Bây giờ bắt đầu đi ngắm sản phẩm. Cô đi đâu đây? Cũng đi ngắm sản phẩm mà. Đây, vậy 8B bên này. 8B đây, xong nhỉ? 8B đây. Cô sao nó xanh thế? Không có thêm cái gì à? Cô phải cho thêm cái gì vào chứ. Mỗi mấy cái trái tim với cả cái này nghe nó yếu ớt quá.
đây 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 tám a tám a thế nào nào cũng bỏ tay ra tí nào, đẹp quá. Bánh thì tương đối vuông vức rồi, đều vị trí của nhau rồi, trang trí thì rất là công phu. Thôi hy vọng là lớp của cô sẽ có giải nhá. Vâng, cảm ơn thầy. Thầy nhất rồi. Tiếp nào, tiếp nào đâu, 7C. Bánh gói tương đối đều. Đợi để so sánh cùng các lớp khác thôi. Ở lớp nào đây? Công đoạn cuối cùng à? Chín thế, công đoạn cuối cùng. Đó, ăn nhau ở khu trang trí đấy. Các chú, chúng ta chỉ còn có 5 phút nữa thôi ạ. Chú là sau khi chúng ta hoàn thành phần thi của lớp mình thì chúng ta dọn dẹp ngay khu vực thi ạ. À chào cô. Bỏ cái này mang về đi. Chương trình hoạt động ngoại khóa Tết cổ truyền, chủ đề xuân gắn kết, Tết yêu thương của trường trung học cơ sở Thụy Hương. Chúng tôi sẽ cập nhật kết quả đến cho các quý vị thưởng thức trong ít phút nữa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong cái video clip tiếp theo.